xin thưa ông trưởng ban dân vận, kính thưa quý cụ, quý chức thần phu, quý cụ, quý ông trong ban giáo pháp mời cùng toàn thể họ hàng thân tộc cũng như là các ban ngành trong giáo khu. Tôi đại diện cho quý cụ, quý chức thần phu trước hết cảm ơn ông bà ông chủ, nhất là ông trưởng ban danh tượng của giáo khu Đông Triều. Năm nay ông đã nhận trọng trách rất là nặng nề cho hàng khu để đảm nhận cái vai trò của Phan Phi La Tô, tức là ông trưởng ban danh tượng. Và ông đã có nhã ý để mời quý cụ cái trước cũng như là toàn thể quý ban ngành trong giáo khu tới để cùng với mừng lễ với gia đình ông bà ông chủ. Bây giờ chúng tôi xin cảm ơn quý ông bà đã nhã ý mời chúng tôi và sau cùng thì xin kính chúc ông bà ông chủ trong mùa phục sinh năm nay được đầy cảm ơn Chúa, nhất là để ông đảm trách cái nhiệm vụ của vị trưởng ban dân vận được vạn phần tốt đẹp. Xin cảm ơn ông bà. Xin cảm ơn ông chủ. Chúng tôi nói kính chúc kính chúc thằng cô giáo cô công chị. Kính thưa quý vị ban hành giáo khóa 10 cũng như là quý cha bác trong đảng tộc, quý các anh em trong ban dân vận, tôi xin được đại diện cho đại lễ công quân thiện xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành. Thực sự ngày hôm nay đại lễ công quân thiện đã được quý cụ quý chức thằng khu các cử đề cử lên với trọng hết sức là trọng đạt là ngày thứ sáu tình thánh đây khu chúng ta sẽ đánh chết và đem tôn, mà cái chức vụ quan trọng nhất là dựng tượng. Dựng tượng đây rất là quan trọng vì nó nói lên một khu khác biệt, và ngày hôm nay ông Tùng có sửa bớt tôn ở đây để mừng lễ và sau là để cảm ơn Chúa thì quý vị đã dành cho ông chủ một chức trọng rất là quan trọng. Và ngày hôm nay quý vị đã bước chút thời giờ tới đây để dùng bữa cơm thân mật, đó là một vinh dự và hạnh phúc cho mình ông chủ. Một lần nữa tôi xin được đại diện cho gia đình ông chủ gửi tới quý vị lời cảm ơn đến thầy, nhận xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho quý vị nhiều sức khỏe. Và đây cũng là một khích lệ lớn lao cho ông chủ để công việc ngày thứ sáu đây